Về quê mấy ngày thì hôm nay thì mình lại phải đi thôi. Sáng hôm nay thì mình đi lên Hà Nội và trước khi đi thì mình chở con mình đi học ở trường mầm non. Nào, chú chịu bên tim thêm đùi bên này nhá. Con này cũng chưa quên lúc đấy đi không? Cái đuôi ra thì đó. Đuôi à? Rồi. Con mèo gì? Tin không muốn muốn đi nên bố phải giả vờ đưa Tin đi chơi thôi. Đến trường thì Tin khóc thôi rồi luôn. Nhớ Tin lắm cơ. Chịu khó xa bố mẹ một năm nha. Rồi sang năm lên ở với bố mẹ nha. Tin nha. Trường à? Vào đây chơi nhá. À và mình vào chơi xích đu nhá. Xích đu. Bố bảo mà. Ê, ba đỡ trắng đi. Chết rồi. À chú chịu bế kìa. Kìa chú chịu bế, chú chịu bế. Chết rồi. Nào đứng lên lên đi bố. Quay lên đi bố. Quay không? Ôi chào nhá. Quay thì cắt đi nhá. Bye bye nhá. Bye Tin nhá.